Rồi lên lên lên. Căng thẳng lòng ra. Bạn Huyền thể hiện rất sợ hãi. Quyến rũ lên, tự tin. Không hề tự tin, không hề quyến rũ. Sản phẩm thật sự luôn mờ. Cái sụp apply son vừa rồi của bạn hoàn toàn không sử dụng được. Ở trên, ở dưới em luôn. Xuống tô son nè, điệu lên. Tu Huyền thì mình đã biết rõ cái vấn đề của bạn là vì độ cao rồi. Mà lần này thử thách đã cao rồi mà còn bị treo ngược. Cho nên là Thư vô cùng lo lắng luôn. Sợ thì nhắm mắt lại chút xíu. Tiết người lại rồi. Cầm sản phẩm nè. Đừng che mặt. Đúng rồi. Huyền mắt bị đỏ sớm. Thoa son luôn nha. Từ trong lòng môi ra. Thôi mà lại bị căng. Đúng rồi. Quyến rũ lên, tự tin. Mentor ơi, Huyền thể hiện rất sợ hãi. Không hề tự tin, không hề quyến rũ. Sản phẩm thật sự luôn mờ. Tự tin lên nha, không sợ hãi. Thả lỏng, thở bình thường. Em cầm đúng nha chị ơi. Ngược rồi đó. Thả chậm chậm thôi, Tự tin lên, môi trên. Đỉnh vào răng rồi. Rồi xuống. Cái sụp apply son vừa rồi của bạn là hoàn toàn không sử dụng được. Bạn ở trên, ở dưới lem luốc. Nó hoàn toàn không có đúng tinh thần. Ban giám khảo rất là khó tính. Vì những cái lời, những cái thẳng thắn nhưng mà cực kỳ chuyên nghiệp. Mình phải lắng nghe để mà mình biết mình sai chỗ nào. Đúng rồi, bên phải qua trái. Ít nhất là đây vẫn là một quảng cáo son. Cho nên là dù là cả background mình vẫn thấy son phải là điểm nhấn. Diễn luôn là hung cái môi xong, đưa ra. Rồi xong là bắt đầu cố diễn với tại. Tép môi, tép môi. Lần nữa. Xuống, xuống với tại. Xoay mặt qua bên kia để không thấy son nè. Đọc đi, đọc đi. Hãy cùng tham gia thử thách Market Challenge cùng Mark Logan Kidding. Kidding. Đọc lại. Cho em lên một tí. Rồi lên 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 lên. Lên lên lên. Từ từ từ. The Face Vietnam. Cho em lên một tí. Rồi lên lên lên. Từ 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 từ. Bình tĩnh, bình tĩnh, không có gì hết. Bình tĩnh. Thả lỏng ra. Rồi, đỡ lưng cho bạn. Hít thở chút đi em. Hít thở đi. Với một tư thế tất cả mọi thứ bị rộng ngược như thế thì thực sự rất là khó kiểm soát mọi thứ trên không trung và rất là dễ bị trào ngược dạ dày. Có các bạn. Cứ làm một xíu. Vậy đến đây nó xây lại. Nó dốc xuống nhiều quá không có nói. Hãy cùng tham gia thử thách Mad Kiss Challenge. Mark Lockis in. Mở hết ra. Rất là cảm ơn anh Toại đã đồng hành cùng mình trong phần thi. Lần nữa. Hãy cùng tham gia thử thách Market Challenge cùng Mark Lockis Kidding. 5 giây cuối cùng. Hãy cùng tham gia thử thách Market Challenge cùng Mark Lockis Kidding. Rồi, ok. Hết giờ. Rồi, lắm. Không. Sao đâu. Thấy phần thi của mình tệ. Không còn gì để nói nữa. Bạn muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và định hình phong cách thời trang cá nhân phù hợp cho mình? Hãy liên hệ Học viện Xây dựng Hình ảnh Cá nhân Image Code ngay hôm nay thông qua số điện thoại 0988 515858. Bạn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp? Bạn muốn sải bước trên sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế? Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Hãy đăng ký ngay hôm nay thông qua hotline 0938 072 115. Đón xem tập tiếp theo của chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam, The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 23 tháng 7 năm 2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/thefacevietnamofficial.